Xin chào các bạn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng sau khi chiến tranh xảy ra thì không còn binh lính ra trận nữa, mà thay vào đó các robot sẽ cầm súng ra chiến trường? Điều này sắp không còn là viễn tưởng nữa. Năm 2025, Trung Quốc đang khiến cả thế giới lo ngại với các robot chiến đấu thông minh, có khả năng tự hành động và hủy diệt mục tiêu mà không cần con người điều khiển. Và nếu bạn nhìn thấy cách Trung Quốc huấn luyện quân đội combat robot đó, bạn sẽ không nghi ngờ về tương lai chiến tranh robot cận kề. Đoàn quân này được đặt cho biệt danh là Unitree, trong hình dáng của những chú chó rất đáng yêu, nhưng khi chúng hoạt động thì rất đáng sợ. Những con robot như WUGV, Wolf được gắn lên những khẩu súng trường. Cùng với công nghệ tiên tiến, việc hạ gục các mục tiêu gần như chuẩn xác 100%. Robot Unitree B2W thì có thể di chuyển linh hoạt ở bất kỳ địa hình nào: đồng bằng, đồi núi, sa mạc, dốc dựng đứng, leo bậc thang, thậm chí những con robot Dog Trung Quốc còn có thể chở người. Không những thế, đội quân robot hình người làm việc trong các nhà máy Trung Quốc cũng là lời cảnh báo về viễn cảnh người máy sẽ thay thế hoàn toàn con người khi chiến tranh nổ ra. Cùng với Trung Quốc thì các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga và nhiều quốc gia khác cũng đang không ngừng nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí hiện đại để có thể khẳng định được vị thế của mình trong cuộc chạy đua vũ trang hiện nay. Sau đây, các bạn hãy cùng Thế Giới Hôm Nay điểm qua 10 công nghệ quân sự đáng sợ nhất được quân đội các nước nghiên cứu phát triển. Swarm Drone, bầy drone tự sát. Nếu bạn chưa hiểu Swarm Drone đáng sợ đến mức nào thì hãy xem video này. Đây là một buổi tập luyện của bầy drone quân đội Trung Quốc. Hàng ngàn drone nhỏ được trang bị AI có thể tự tìm và tiêu diệt mục tiêu mà không cần lệnh. Mỗi drone mang trên mình 5kg chất nổ và trang bị công nghệ xuyên giáp có thể giải quyết đối thủ nhờ vào số đông. Máy bay tự sát có thể được phóng từ xe tải việt dã, xe cơ giới, tàu chiến, kể cả máy bay. Điều này giúp cho việc tác chiến trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn rất nhiều. Những chiếc UAV cảm tử này không hề sở hữu bất kỳ công nghệ nào quá hiện đại hay phức tạp, nên giá thành để chế tạo ra chúng rẻ hơn rất nhiều. Ngoài drone dạng cất cánh bằng, có bản FH-901. Đây là bản nâng cấp của CH-901. Trung Quốc cũng đã tung ra Hongdu GJ-11, một quái vật tự sát thật sự. Hongdu GJ-11 Sharpshot là chiếc drone tấn công tàng hình hiện đại nhất của Trung Quốc, đối thủ trực tiếp của X-47B của Mỹ. GJ-11 được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đối thủ khi hoạt động mà không phát ra tiếng động, không bị radar phát hiện, không cần người điều khiển. Và khi bạn nhìn thấy nó, thì mục tiêu đã nổ tung. Neuroweapon hay còn gọi là vũ khí thần kinh, không còn là sản phẩm của tiểu thuyết viễn tưởng. Đây là loại vũ khí không bắn vào tim mà nhắm thẳng vào não bộ của bạn. Và điều khiến chúng trở nên đáng sợ tột độ chính là tính vô hình, âm thầm và không cần phát súng nào cũng khiến kẻ thù gục ngã. Đây là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất đang được nghiên cứu bởi nhiều quốc gia. Nếu được hoàn thiện, coi như bạn đã thống trị được thế giới. Khác với bom đạn, Neuroweapon có thể tác động từ xa thông qua sóng điện từ, xung siêu âm hay thậm chí là các chất kích thích thần kinh siêu nhỏ không thể phát hiện. Người bị tấn công có thể mất phương hướng, thay đổi cảm xúc, hoang tưởng, trầm cảm hoặc mất khả năng ra quyết định, biến một chiến binh tinh nhuệ thành một người mất hồn giữa chiến trường. Nạn nhân có thể chết trong trạng thái giống như trụy tim, trầm cảm nặng. Hiện Nga và Trung Quốc đang là hai quốc gia tích cực nhất trong việc nghiên cứu phát triển loại vũ khí này. Từ năm 1972, tình báo Mỹ đã có thông tin về dự án này của Liên Xô. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng được cho là đã nghiên cứu và kiểm soát trí não trong nhiều năm qua. Năm 2021, Mỹ từng lên tiếng về loại vũ khí nguy hiểm này và đưa vào danh sách đen thực hiện trừng phạt đối với 12 thực thể của Trung Quốc.
với cáo buộc hỗ trợ quân đội của Bắc Kinh phát triển vũ khí kiểm soát trí não. Killer Satellite, sát thủ ngoài vũ trụ. Bạn nghĩ chiến tranh không thể lên vũ trụ? Sai rồi nhé! Ở độ cao 500-1000 km trên đầu bạn là nơi ẩn náu của những kẻ giết chóc ngoài quỹ đạo, và Killer Satellite là một trong số đó. Killer Satellite, hay còn gọi là vệ tinh tấn công không gian, là các thiết bị được trang bị vũ trang để phá hủy, vô hiệu hóa hoặc chiếm quyền điều khiển vệ tinh khác, và có khả năng chiếm luôn các vũ khí mặt đất hoặc kích nổ khiến cả địch thiệt hại nặng nề. Hiện tại, Nga là quốc gia mạnh nhất trong việc phát triển vũ khí không gian, đặc biệt là các vệ tinh sát thủ. Khi sở hữu các tên lửa sát thủ Cosmos 2543, Burevestnik. Mỹ cũng đang tham chiến với nghiên cứu cùng Boeing X-37B. Tàu vũ trụ không người lái này được cho là có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong quỹ đạo. Còn Trung Quốc cũng đang trở thành một thế lực lớn trong cuộc chạy đua vũ khí không gian khi phóng thành công hai vũ khí vệ tinh bí ẩn mang tên Shenzhen 17 và Shenzhen 21. Vì Hiệp ước Không gian năm 1967 nên các quốc gia đều không công bố, nhưng việc nghiên cứu các loại vũ khí vẫn được bí mật tiến hành dưới mọi hình thức, và họ sẵn sàng sử dụng nếu hiệp ước bị hủy bỏ. Mỹ hiện tại đang nghiên cứu thành công vũ khí tên gọi Rose from God, đinh từ trời. Đây không phải là vũ khí sát thủ truyền thống, mà là một siêu vũ khí động năng, hoạt động dựa trên lực hấp dẫn và tốc độ rơi tự do từ quỹ đạo mà không cần đầu đạn nổ. Theo đó, các thanh kim loại siêu nặng dài đến vài mét sẽ được thả từ quỹ đạo không gian xuống mục tiêu dưới mặt đất. Khi rơi xuống, động năng tạo ra vụ nổ tương đương bom hạt nhân cỡ nhỏ, nhưng không có phóng xạ. Còn Trung Quốc và Nga cũng đang nghiên cứu vũ khí laser, có thể đốt bất cứ thứ gì từ vệ tinh mà không thể bị cản phá từ mặt đất. Giáp chiến binh. Nếu trước đây mọi người nghĩ giáp Iron Man quá xa vời thực tế, thì nay các dự án Exosuit của Mỹ, Nga, Trung Quốc đang biến những chiếc giáp đó thành sự thật. Hiện tại, Mỹ có Exosuit của Sarcot Robotics thuộc dự án Guardian XO Talos. Các loại giáp này còn được gọi là giáp tăng lực, chúng đang âm thầm lột xác trên chiến trường. Hãy tưởng tượng một người lính mang vác hàng trăm kg đồ đạc, chạy xuống 12 tiếng không mỏi. Nhấc bỏng cả thùng đạn như năng lon nước suối, hay vừa chạy vừa bắn chính xác như máy. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Một số loại giáp còn tích hợp màn hình hấp trước mắt, có thể cảm biến nhịp tim, nhiệt độ, thậm chí AI phân tích nguy cơ trúng đạn để ra lệnh né đòn. Trong đó, loại tiên tiến nhất chính là giáp nano tự phục hồi, nghĩa là sau khi trúng đạn, lớp áo tự vá lại. Một vết thương có thể khép miệng chỉ trong vài phút, chẳng khác gì trong mấy bộ phim viễn tưởng. Thậm chí trong tương lai, những giáp này có thể giúp binh lính bay một cách dễ dàng. Với thiết kế rất gọn nhẹ và linh động, và khi chiến tranh tương lai nổ ra, bạn sẽ không phải đối đầu với những con người bình thường, mà là với những cỗ máy chiến tranh mặc áo giáp. Đạn thông minh, đạn biết lái. Khi chiến tranh, bạn có thể tránh đạn bằng các chiến hào, bong ke. Nhưng nếu dự án Exacto được đưa vào thực chiến, việc này sẽ kết thúc. Nếu bạn đã trở thành mục tiêu, thì chạy đàn trời cũng không thể thoát được. Khi một viên đạn có thể tự nhiên, tự bay, tự giết, cho dù là mục tiêu đang chạy trốn. Đây không còn là viễn tưởng, Exacto là dự án đạn dạng hướng siêu chính xác do DARPA và quân đội Mỹ phát triển. Đây là loại đạn 50 ly, bên trong gắn chip điều khiển, cảm biến quán tính và cánh điều hướng siêu nhỏ. Công nghệ AI giúp tính toán đường bay để thích ứng với mục tiêu đang di chuyển hoặc khi có gió mạnh. Do vậy mà các sniper có lẽ sẽ không cần phải tính toán các hướng gió. Đạn Exacto có thể bẻ lái để theo kịp mục tiêu đang di chuyển hoặc đổi hướng bất ngờ, thứ mà lính bắn tỉa thường không thể làm được.
khi sở hữu trong tay loại đạn này, nó có thể biến bất kỳ lính bắn tỉa nào cũng trở thành sát thủ tuyệt đối, kể cả người bán yếu. Gremlin Soldier. Điều khiển mọi thứ bằng não người, một ý tưởng nghe như trong phim Matrix, nhưng Mỹ, đặc biệt là DARPA, đang đầu tư nghiêm túc để biến nó thành hiện thực. Cùng với sự giúp sức của tỷ phú Elon Musk, Gremlin Soldier trở thành dự án đáng sợ nhất. Khi Mỹ muốn kết nối não bộ binh lính trực tiếp với máy móc, vũ khí, robot hoặc thậm chí với nhau thông qua giao diện thần kinh. Nếu thành công, người lính có thể ra lệnh cho drone tấn công, điều khiển xe tăng, gọi pháo kích hoặc kích hoạt tên lửa mà không cần phải động tay. Đây không phải phim X-Men, đây là dự án thật, nơi não bộ con người trở thành vũ khí chết người nhất. Theo đó, các nhà nghiên cứu sẽ gắn chip vào trong não hoặc thiết bị đeo ngoài để giải mã tín hiệu thần kinh và biến chúng thành lệnh điều khiển. Không cần nói, không cần nhấn nút, chỉ cần nghĩ, hệ thống sẽ hiểu và thực hiện. Hiện tại, dự án Neuralink đã thành công. Người đàn ông được cấy chip vào não, có thể chơi game bằng suy nghĩ. Một người khác có thể dùng suy nghĩ để chỉnh sửa video và đăng YouTube. Ngoài ra, họ cũng đã thành công trong việc điều khiển máy bay không người lái, robot, thậm chí là xe tăng. Trong vài năm tới, những người lính sẽ không cần radio để liên lạc. Họ sẽ nói chuyện với nhau bằng não bộ. Và những cuộc chiến trong tương lai, người lính không cần nói chuyện, không cần ra hiệu, không cần bấm nút, tất cả đã được stream thẳng từ não. Vũ khí siêu thanh. Vũ khí siêu thanh là một trong những công nghệ quân sự tiên tiến nhất hiện nay. Một khi nó rời bệ phóng, bạn chỉ có 60 giây để sống mà không kịp làm gì. Với tốc độ bay nhanh gấp 5 đến 27 lần tốc độ âm thanh, vũ khí siêu thanh được mệnh danh là sát thủ bay, bởi nó được kết hợp 3 yếu tố: tốc độ cao, khả năng cơ động và khó bị đánh chặn. Hiện nay, ba cường quốc đang nắm giữ những quái vật này: Mỹ, Nga và Trung Quốc. Những lá chắn tên lửa như THAAD của Mỹ, S-400 của Nga hay Iron Dome của Israel, tất cả đều được thiết kế để chặn các tên lửa bay theo quỹ đạo cố định. Nhưng tất cả đều phải bỏ tay trước vũ khí siêu thanh, vì chúng không chỉ di chuyển với tốc độ nhanh. Khủng khiếp hơn, chúng không bay theo đường thẳng mà đổi hướng liên tục, giống như một con rắn đang lượn trên bầu trời. Khi radar phát hiện, nó đã đến mục tiêu. Khi máy tính tính toán được điểm đánh chặn, nó đã đổi hướng. Chính vì vậy, đây không còn là cuộc đua giữa tên lửa và phòng thủ. Đây là cuộc hành quyết một chiều, nơi kẻ phòng thủ không có cơ hội sống sót. Hiện tại, Nga được xem là quốc gia đi đầu trong công nghệ vũ khí siêu thanh. Trong đó, Avangard có thể đạn Mach 20, mang đầu đạn hạt nhân. Kinzhal được phóng từ máy bay và đã được sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Mỹ vẫn chưa có vũ khí siêu thanh hoạt động chính thức, nhưng đang đẩy mạnh các chương trình thử nghiệm, phát triển các hệ thống như AGM-183A, ARRW, và HAWC. Trung Quốc thì đang thử nghiệm tên lửa siêu thanh DS-17. Loại vũ khí nào làm bạn ấn tượng và cảm thấy đáng sợ nhất? Để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!